dung nhan Phật tốt lạ lùng, hào quang soi sáng khắp cùng mười phương. Từ bi quay đức khôn lường, ra đời tế độ sáu đường chúng sanh. Được thầy tướng lại nghe danh, cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu. Thế Tôn độ tướng nhiệm màu, làm cho muôn loài cúi đầu quy y. Chi tâm đảnh lễ Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ái bào. Chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long qua giáo chủ Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Phật, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Hương sông ai đành bao, ai giới ai đành quê à hương. Dài thoát chi kiến à quy khôn lường, ngào Phật ơi, con nay phát nguyện
rộng mà thọ trì kinh Di Đà. Trên đền bốn ơn ngày nặng, dưới cũ khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao siêu, rất thầm mà sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì Phật Bồ Tát ơi, Nam mô Kỳ Viên hội thượng Phật Bồ Tát ơi, Nam mô Kỳ Viên hội thượng Phật Bồ Phật. Mới kinh A Di Đà, đây là những điều tôi đã được nghe Phật nói vào một thời người còn cư trú ở tu viện. Cấp cô độc trong vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà, hồi đó cùng ở bên Phật có 1250 vị khất sĩ. Trong đó có những vị A-la-hán đệ tử lớn của Phật mà ai cũng biết đến, như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Hy La Ly Bà Đa Châu, Lợi Bàn Đà và Nán Đà A Nán Đà, La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lô Phà La Đỏ Ca Lô Đà Di Kiếp Tân Na Bà Câu La Và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát Đại Nhân như Văn Thù A Dật Đa Càng Đà Ha Đề Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế, cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Nhớ nhiều đến vô lượng điều cùng có mặt. Lúc bấy giờ Phật gọi Xá Lợi Phất và bảo: Từ đây đi qua phương Tây, cách
vạn mười vạn ức cõi Phật, cõi một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật tên là Di Đà, hiện đang thuyết pháp này xa lại Phật đất nước ấy. Vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa xa lợi Phất, ở nước Cực là có bài lớp lan can, bài lớp lưới văn, bài lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào. Bao quanh giáp vọng gì vậy, cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa xa lợi Phất, ở nước Cực là có rất nhiều hồ thất bào, chưa đầy thứ nước có tám công đức. Dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc. Lũ ly và hoa lê phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng, và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc. Lũ ly pha lê xa cờ xích châu và mã đào, sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe, sen xanh chiếu hào quang, xanh sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen tỏ ra uy diệu và tinh khiết xa lợi Phất. Nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này. Nữa xa lợi Phất, ở nước Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất, được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày sau lần có mưa qua mạng đà la rơi xuống, dân chúng được ấy có thói quen bụi sang lấy làng ngưng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xa lời Quốc nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đây này. Nữa xa lời Quốc, ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng cộng tước anh vũ xá lợi ca lân tầng già và cộng mạng. Những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhạc, trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện xương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực đất bồ
phần Bát Thánh Đạo Phật. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lời Phật Thầy đừng tưởng rằng các loài chim mấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo, tại sao tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường. Đen tối là địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh, xa lợi Phật ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có hung hồn. Là sự thật về ác đạo, những con chim kia đã được Phật A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài. Xá lợi Phất, ở nước Phật ngay mọi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lời Phật Thầy nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xá lợi Phất, tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng, có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A Di Đà. Hơn nữa, xa lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật ngay cùng như của dân chúng trong nước Ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp ba tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A Di Đà. Xá lợi Phất, từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay, tính ra là đã mười kiếp này nữa. Xá lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả la hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế này. Xá lợi Phất, nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này nữa. Xa lại Phất, tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có hư kết bất thôi chuyện trong số ấy. Có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh, bổ sư số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ
vô số a tăng kỳ mới diễn tả mà thôi xa lời phước. Chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức xa lợi quốc. Nhận kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy. Vì vậy xa lợi phước người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A-di-đà. Và các vị thanh chúng nước ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút mấy, tâm trí người kia sẽ được an trú trong đình, không hề điên đảo và tán loạn. Do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực Lạc xá lợi phước. Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy xa lợi phước. Nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà thì tại phương Đông có các vị Phật xuất bệ Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông Hoàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ tướng lưới rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi phất. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Chân Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như số cá sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và
thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm xa lời Phật. Tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác. Đồng như số các sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào niệm xa lời Phật. Tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và tốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm xa lời Phật. Tại phương hạ có các vị Phật sư tử, Phật danh dân, Phật danh quang, Phật đạt ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp và các vị Phật khác đông như số các sông hàng quỷ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán vào hộ niệm xa lời Phật. Tại phương thượng có các vị Phật Phạm Âm, Phật Tú Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diện Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo và Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương, Phật Bảo và Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn và các vị Phật khác đông như số cát sông hàng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các
quát dễ bao trầm cả thế giới. Tam thiên đại thiên già thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình, này toàn thể chúng sanh các cõi quy về ai nương tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán và hổ niệm. Xa lời Phật Thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xứng tán và hổ niệm? Sợ gì như thế là gì? Những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm, và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lời Phật, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi, và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh nhân quá môn, mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật Thầy, nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, Thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân A Tu La vân vân, ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và đuổi về chủ xứ của mình. Kinh tinh yêu bác nhà ba cổ đau ách nàng. Nghe đây Xá Lợi, tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc.
Còn lại bốn quận kia cũng đều như vậy. Cả Xá Lợi Tử nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỳ. Thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh. Cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không chỉ cũng không đắc. Vì không có sợ đắc nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ tâm không còn chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời ý diệu pháp trí đồ nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết đế, Yết đế Ba La, Yết đế Ba La Tăng, Yết đế Bồ Đề Tát Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đề Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Sông ấy dài muôn dặm, muốn thoát ngay niệm ấy
Nam mô Yeah.
từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp mãi ba sinh nơi theo vào ta như bóng theo hình không mà Phật ai đưa nguyện
tâm nhập kinh tạng trí huệ như hề. Tự quy tăng đương quyền chúng mà sanh thông mà lý đại khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dung nhan Phật tốt là lòng hào quang soi sáng khắp cùng mười phương. Từ bi quay đức không lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh. Được thầy tướng lại nghe danh cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu. Thế Tôn độ tướng nhiệm màu làm cho muôn loài cúi đầu quy y. Chi tâm đảnh lễ Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ái bào. Chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long qua giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải dung Bồ Tát. Hương sông ai đành bao ơi giới ai đành huệ
ca chiên viên câu hy la ly bà đa châu lợi bàn đà già nán đà a nán đà la hầu la kiều phạm ba đề tấn đầu lô phà la đỏ ca lô đà di kiếp tấn na bà câu la bà a nậu lâu đà lại cùng có mặt các vị bồ tát đại nhân như văn thù a dật đa càng đà ha đề thường tinh tấn và rất nhiều các vị bồ tát lớn như thế cùng với chư thiên như thích đề hoàng nhớ nhiều đến vô lượng đều cùng có mặt lúc bây giờ Phật gọi xá lợi quốc và bảo từ đây đi qua phương Tây cách phản mười vạn ức cõi Phật cõi một thế giới gọi là cực là trong cõi ấy có một vị Phật tên là A Di Đà hiện đang thuyết pháp này xá lợi phất đất nước ấy vì sao tên là cực lạc bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì chỉ hưởng thụ mọi thứ an là cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc này nữa xá lợi phất ở nước cực là có bài lớp lan can bài lớp lưới văn bài lớp hàng cây tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào bao quanh giáp vọng gì vậy cõi ấy được gọi là cực lạc này nữa xa lợi phất ở nước cực là có rất nhiều hồ thất bào chưa đầy thứ nước có tám công đức dưới đáy hồ toàn là các vàng bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly và hoa lê phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc lưu ly pha lê xa cờ xích châu và mã đào sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe sen xanh chiếu hào quang xanh sen vàng chiếu hào quang vàng sen đỏ chiếu hào quang đỏ sen trắng chiếu hào quang trắng hương sen tỏ ra vi diệu và tinh khiết xá lợi phất nước cực lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này nữa xá lợi phất ở đức Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất được làm bằng vàng rồng mỗi ngày sau lần có mưa qua mạng đà la rơi xuống dân chúng được ấy có thói quen bụi sang lấy lãng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy
để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xa lời quốc nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đây này nữa, xa lời quốc ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng không tước anh vũ xá lợi ca lân tầng già và cộng mạng. Những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhạc, trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện dương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực đất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lời quốc thầy đừng tưởng rằng các loài chim mấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo, tại sao? Tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường, đen tối là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Xa lợi khuất ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có hung hồn, là sự thật về ác đạo. Những con chim kia đã được Phật A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của ngài. Xá lợi Phật ở nước Phật ấy mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì điều nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xa lời Phật thầy nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xa lời Phật tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên ngài được gọi là A Di Đà. Hơn nữa xa lợi khuất thọ mạng của Đức Phật ấy cùng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp ba tấn kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của ngài là A Di Đà Xá Lợi Phất. Từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã mười kiếp
này nửa xa lại phước. Số đệ tử thanh văn đã đắc quả la hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế này, xa lại phất nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này. Nữa xa lại phất tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có hư kết. Bất thôi chuyện trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh. Bộ xứ số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ mới diễn tả mà thôi. Xa lời Phật, chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức. Xa lời Phật, nhận kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít đi vọng được sanh về cõi ấy. Vì vậy xa lời Phật, người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A-di-đà và các vị thanh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút mấy tâm trí người kia sẽ được an trú trong đình, không hề điên đảo và tán loạn. Do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực Lạc. Xá lợi Phật, vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy. Xá lợi Phật, nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà thì tại phương Đông có các vị Phật xuất bệ Phật tu di tướng Phật đại tu di Phật Tu Di Quan, Phật Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông Hoàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi
rộng dài của các vị bao trầm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Chân Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như số cá sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác đồng như số các sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lời Phật. Tại phương hạ có các vị Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp và các vị Phật khác đông như số các sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế
đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương thượng có các vị Phật phạm âm mầm, Phật Tu Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diện Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương Hằng, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn và các vị Phật khác đồng như số cá sông Hằng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, này biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình, này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị, ai nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán và hộ niệm. Xa lại Phật Thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xứng tán và hộ niệm? Sợ gì như thế là gì? Những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán. Công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật Thầy, nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một
biết làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này thầy xá lợi phất tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân a tu la vân vân. Ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và đối về chủ xứ của mình. Kinh tinh yêu bác nhà Ba La Mật Đa, Bồ Tát quán tự tại khi quan chiếu thăm sâu bác nhà Ba La Mật. Bỗng soi thấy năm quần điều không có tự tánh thật chứng điều ấy trong ngày vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây xá lợi tự sắc chẳng khác gì không không chẳng khác gì sắc sắc chính thật là không không chính thật là sắc. Còn lại bốn quần kia cũng đều như vậy cả xá lợi tử nghe đây thể mọi pháp đều không không sanh cũng không diệt. Không nhớ cũng không sạch không thêm cũng không bớt cho nên trong tánh không không có sắc tỏ tượng cũng không có hành. Thức không có nhàn nhị tỳ thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức không hề có vô minh không có hết vô minh cho đến không lão tử cũng không hết lão tử không khổ tập diệt đạo không chỉ cũng không đắc vì không có sợ đắc nên một vị bồ tát nương diệu pháp trí độ tâm không còn chướng ngại vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi xa lìa mọi mộng tưởng xa lìa mọi điên đảo đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời ý diệu pháp trí độ nên đất vô thượng giác vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thần là linh chú đại minh là linh chú vô thượng là linh chú tuyệt đỉnh là chân lý bất vọng có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ bát nhã ba la mật nói xong đức bồ tát liền đọc thần chú rằng yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca và di ni và na chi
Đa Ca Lệ Ta Bà. Thường sẽ
xét ngài ra. Chúng sanh rồi phải bị già, không mà ai tránh khỏi lúc mà qua cánh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không mà ai sống mãi bình an mạnh lành. Chúng sanh sợ chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tự sanh đến kỳ. Chúng sanh phải chịu chia ly và từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh nơi theo vào ta như bóng theo hình, không mà pháp mà dương em đi cả bàn ngày chứng đất các tường an vui. Một quyền kính lễ như lai, hai quyền chân ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp mà vướng tội trần, năm quyền tùy hỷ công mà vương, sáu quyền tỉnh chuyển pháp mà luân độ đời, bảy quyền thánh Phật ơi ở đời, tám quyền học Phật cho người tâm mà linh, chín quyền hằng thuận chúng mà sanh, mười quyền hồi hướng phước lành khắp tôn kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng mà sanh, nguyện cho tất cả hàm linh tại điều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền, nguyện tiêu ba chướng não phiền được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh, nguyện
kiến trừ tội chướng điều linh nơi hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm mới qua sen chính phẩm là tất cả để